đi họp xong ghé đây nói là trong thư mời Quỳnh Hoa nói là từ 5 giờ đến 7 giờ mà sao giờ bắt tôi về. Ông cho tôi nghe hát rồi nói dạ thưa em cũng muốn lắm mà đồng hương họ về rồi giờ em hát cho ai nghe đây. Tới giờ cái bài này không có tại vì hôm nay mình tháng tư đen tưởng niệm và hát cho quê hương, nhưng mà thôi giờ Quỳnh Hoa sẽ hát bài Chờ Đông gửi đến quý vị, sau đó hát bài Đường Xưa Lối Cũ. Rồi.